Thưa quý vị, thưa các bạn, Giao Thủy là huyện có phong trào võ thuật cổ truyền phát triển mạnh khi đưa các nội dung võ thuật trở thành hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Việc luyện tập thường xuyên võ thuật cổ truyền không chỉ kế thừa, lưu giữ những tinh hoa bộ môn võ truyền thống của địa phương mà còn giúp cho võ sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của các xã thị trấn phát triển. Lăng kính ngày mới sáng nay mời quý vị và các bạn cùng tham gia trải nghiệm một buổi tập luyện võ cổ truyền cùng các võ sư và võ sinh xã Giao Phong, huyện Giao Thủy. Thưa võ sư Cương, đến nay thì câu lạc bộ võ thuật cổ truyền của xã Giao Phong thì đã thành lập được bao nhiêu năm và lịch sinh hoạt cố định của mình là như thế nào ạ? Câu lạc bộ võ thuật cổ truyền xã Giao Phong được thành lập năm 2013. Hàng năm, câu lạc bộ đã thu hút hàng trăm lượt võ sinh đến tham gia và lịch tập luyện hàng tuần ấy, là thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Dạ vâng. Vì sao mà võ sư Cương lại quyết định chọn truyền bá môn võ thuật cổ truyền đến cho các em mà không phải là một môn võ thuật hiện đại nào khác ạ? Có thể nói võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa của dân tộc, hình thành, phát triển và bền vững song hành cùng với lịch sử huy hoàng 4.000 năm dựng nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam. Đến với bộ môn võ thuật cổ truyền, ngoài những bài võ tập luyện để nâng cao sức khỏe phù hợp với thể chất của người Việt Nam, võ thuật cổ truyền còn luyện tập giúp cho các em là ở về tinh thần, là về nâng cao về thượng võ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước của các em, yêu tổ quốc hơn và là cái tính nhân văn của con người Việt Nam. Vì thế là tôi luôn phát huy hết khả năng cũng như là cái tâm huyết của mình để truyền bá lại võ cổ truyền dành cho các thế hệ sau để cùng nhau gìn giữ nét tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam. Sự thay đổi về mặt thể chất cũng như tinh thần của các em ra sao ạ? Trong 8 năm qua thì các em tập luyện sẽ có cái sức dẻo dai hơn và bền bỉ hơn, tạo cái động lực rất lớn để cho các cháu học tập và vươn lên trong học tập. Dạ vâng, rõ ràng là trong cái thời đại công nghiệp 4.0 khi mà cái thời gian rảnh rỗi nó khá là nhiều và có rất nhiều những cám dỗ trên internet, trên smartphone, thì những cái câu lạc bộ như võ thuật cổ truyền này giúp các em là vừa cải thiện được về mặt thể chất lại vừa lưu giữ lại những cái tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Và đến thời điểm này thì trong 8 năm mình hoạt động thì có những thành tích tiêu biểu nào mà câu lạc bộ đã đạt được ạ? Trong 8 năm qua thì câu lạc bộ luôn tham gia các cái giải phong trào của địa phương cũng như là các phong trào của tỉnh, thì là câu lạc bộ đã được vinh dự được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cũng như là tỉnh đoàn Nam Định tặng bằng khen dành cho những câu lạc bộ xuất sắc hoạt động tốt trong những năm qua. Hai, ba,
Kính thưa quý vị và các bạn, nhờ có những câu lạc bộ võ thuật cổ truyền như của Võ Sư Cương và các em võ sinh của xã Giao Phong mà trải qua hàng ngàn năm thì võ cổ truyền Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển mãnh liệt cho đến ngày hôm nay. Và việc gìn giữ và phát huy di sản võ thuật cổ truyền trong thời đại hội nhập được coi là hết sức cần thiết để mỗi người dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ, có thể luôn tự hào về một di sản mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của Lăng Kính Ngày Mới cũng đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Võ cổ truyền. Yeah!